Cái này là em phải làm cái trụ thùng thơ. Nani? Bị mấy nàng tiên ở trong nhà đụng tan tành luôn. Bây giờ phải làm sửa lại. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ anh thợ ảnh làm cho hai cục cây, giờ phải tự xử luôn. Cả nhà nhớ giúp Leon vô hội viên cho nhiều và để xem được những cái video clip behind the scene cũng như những cái video clip tại gia, giống như Leon làm những cái chuyện làm vườn hay làm lặt vặt như vậy nha. One week later. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tưởng chừng hôm nay lớn dần, lòng buồn vội vội xa xăm gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và mái tranh thuở còn nằm đó, cánh me che bóng mát mỗi chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sống lại bên giây phút đầu, lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hẹn hò mãi sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lãng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè, mùa nước lên điên điện chỗ bong, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng, đục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thắm mặn bờ môi, uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau. Oh, ok, đây là hành trình cái thùng thơ của Leon đã xong. Và đây là cái chân cũ bị đụng cũng như bị mọt, mối bị mọt. Đây, mối nó ăn. Đây, cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà ơi, nhớ giúp Leon vào hội viên cũng như subscribe cái YouTube nha cả nhà nha. Đó, xong rồi nè. Bây giờ Leon sơn cái lá cờ màu đỏ lại cái.